Xin chào cả bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Tân Tâm Quốc Mát của nhà phát hành Pathé Online nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game thể loại SLG chiến thuật vô cùng hấp dẫn với đề tài Tam Quốc. Thì đây là một dòng game mô phỏng chiến thuật, đòi hỏi các bạn phải có được sự sắp xếp chiến thuật với mục đích là thể hiện những nhiệm vụ cũng như là mục tiêu theo trình tự nào đó nhất định. Thì vào game thì các bạn sẽ được lựa chọn giữa ba nước là Ngụy, Hục và Ngô ở trong Tam Quốc. Kèm đó là mỗi anh hùng, mỗi tướng sẽ có một cái riêng, một cái bản sắc, một cái kiểu như là một cái hợp chất riêng và thể loại riêng như là tướng công, tướng hùng hậu, tướng cung, tướng kỵ binh, vân vân. Và mỗi tướng sẽ có một binh đoàn riêng. Thì tiếp đến thì bạn sẽ xây dựng thành trì của mình, phát triển những khu vực như là các trại lính, các sự sản xuất. Và dĩ nhiên thì chiêu mộ những vị tướng cũng như những quan văn và quan võ khác tài giỏi để cống hiến cho đất nước và mở rộng lãnh thổ của riêng mình. Thì lãnh thổ của từng quốc gia sẽ được mở rộng theo thời gian thông qua việc xâm chiếm lãnh thổ bằng những chiến dịch quân sự. Việc các bạn cần làm ở trong tựa game này là lựa chọn và bố trí những vị tướng sao cho hiệu quả trên chiến trận là tối ưu nhất. Thì ở mỗi trận chiến, quân đội sẽ tự động tấn công theo lượt, các bạn chỉ cần quan sát và chờ đợi kết quả. Hoặc là nếu như bạn không có thời gian, các bạn có thể nhấn vào trận tiếp, trận sau hay là nhấn vào bỏ qua ở dưới bên góc phải màn hình. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân hữu mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code cho nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhận code các bạn nhấn vào mục thêm, nhấn vào hệ thống, nhấn vào mã đổi và tiến hành nhập gift code như sau: 3 quy map xc. Thì đây là code thứ nhất cho bạn, gift code là 3 quy map xc. Các bạn nhìn ở dưới này, tại trên đây nó không có hiện 3 quy map xc. Code này sẽ nhận được các phần quà sau: 200.000 gỗ. Thì gỗ đây là dùng được trong xưởng cưa gỗ và sản nghiệp thế giới chiếm. 200.000 sinh thiết dùng để hiện ra trong xưởng luyện kim. 10 cái rượu ngon dùng trong tủ quán dùng để hào ấm. 3 gương quân nhu chọn, khi chọn sẽ nhận được năng lượng 50.000, lương thảo 100.000, gỗ 100.000, khiết khoáng 100.000. Đây là các phần quà code 3 quy mát xc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến code thứ hai, 3 quy 888. Đây là code thứ hai các bạn, khi code là 3 quy 888. Đó, các bạn nhấn vào đổi ngay để nhận quà. 3 quy 888 là code thứ hai nha các bạn. Code này sẽ nhận được các phần quà như sau: 188 vàng, đây là đơn vị tiền tệ trong game. 100.000 ngân lượng, thì đây cũng là đơn vị tiền tệ trong game. 200.000 lương thảo. 2 cái kèn lệnh, thì cái kèn lệnh này dùng để săn bắn nông trường, có thể nhận được nhiều anh tướng. Đây là lương thảo. Và rượu ngon này dùng để trong tủ quán dùng để hào ám. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến code thứ ba. Code thì sau: Earthquip 666. Earthquip 366, Earthquip 66 là code thứ ba nha các bạn. Earthquip 666. Đó, thì các bạn tiến hành nhấn gọn đổi ngay để nhận quà. Code này sẽ nhận được là 288 vàng, thì đây là một cái đơn vị tiền tệ các bạn phải nạp vào mới có được. Và hoặc là các bạn cũng có thể cài chai nhưng mà nó khá là ít. 200.000 gỗ, 200.000 thiết, 5 cái hiệp mời và 20 rượu ngon. Cái hiệp mời này dùng để hâm thành trì, có thể nhận được nhiều anh tướng, số lượng là 5 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với code thứ tư, VIP 77. Đây là code thứ tư nha bạn, VIP code là VIP 77, VIP 367 là code thứ tư, VIP 77. Cho nhấn vào đổi ngay để nhận quà. Code này sẽ nhận được các quà sau: 100.000 lương thảo, 5 cái hành vương nhanh, 60 phút. Đây là hành quân nhanh các bạn, sau khi dùng có thể giảm 50% thời gian hành quân. 10 cái hành quân nhanh sau khi dùng có thể giảm 25% hành quân. Hành quân tím và hành quân xanh. 5 sách EXP chung, nhận lượng vừa SP tướng.
5 cái đồng hiệu lệnh dùng để quân đồn đồng ruộng có thể nhận được nhiều lương thảo. Thì đây là các phần quà code thứ tư nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến code thứ 5, quyết 888. Đây nha các bạn, quyết code thứ 5 là quyết 888. Đây code 5 VIP 888, quyết 888 là quyết 388 là code thứ 5. Ta nhấn vào đổi ngay để nhận quà. Code này sẽ nhận được các phần quà như sau: 100.000 gỗ, 5 cái lệnh nghiên cứu vàng. Đây là dùng để tăng tốc nghiên cứu pha kỹ 60 phút. 10 cái lệnh nghiên cứu lên bàn, dùng để tăng tốc nghiên cứu pha kỹ 10 phút. 5 sách MP chung, 5 cái đốn củi lệnh thì dùng để trong đốn gỗ nông trường, số lượng là 5 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với code kế tiếp, VIP 99. VIP 99 là code kế tiếp nha các bạn. VIP 99, VIP 369 là cái code kế tiếp. Đó bạn tiến hành nhấn vào đổi ngay để nhận quà. Code này sẽ nhận được các phần quà như sau: 100.000 thiết, 5 cái lệnh chiêu mộ vàng, 10 cái lệnh chiêu mộ vàng, 5 cái sách FB chung, 5 đầu phát lệnh. Lệnh chiêu mộ vàng dùng để tăng tốc huấn luyện binh danh 60 phút. Lệnh chiêu mộ vàng thì dùng để tăng tốc huấn luyện binh danh 10 phút. Đào khoáng lệnh dùng để khai thác mỏ khoáng nha các bạn, số lượng là 5. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với code kế tiếp, code thứ 7, thành công. Đây là code thứ 7 nha các bạn, cái code là thành công. Cái code thành công là code thứ 7, sau đó nhấn vào đổi ngay. Có này sẽ nhận được các bài sau: 200.000 năng lượng, 400.000 lương thảo, 20 rượu ngon và 5 cái gương sản nghiệp chọn. Thì cái gương sản nghiệp chọn này dùng sẽ mở ra là sổ sách, hiệp mài, kèn lệnh, đúng cưỡi lệnh, đồng điền lệnh, đào khoáng lệnh, số lượng là 1, chọn 1 trong những thứ trên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến code cuối cùng, code thứ 8. Code như sau: 3W2052. Đây là code thứ 8 nha bạn, cái code là 3W2022. Thì đây là code kế tiếp và cũng là cái code cuối cùng. Khi nào có những code mới thì mình sẽ cập nhật cho các bạn. Cái code này sẽ nhận được các phần quà như sau: 550.000 năng lượng, 5 cái đồng hồ các vàng, 10 cái đồng hồ các bạc, 5 sách MP chung, 5 thảo sách. Đồng hồ các vàng này dùng để dùng xong thì lập tức tăng tốc 60 phút. Đồng hồ các bạc thì dùng xong lập tức tăng tốc 10 phút. Cái sổ sách này dùng trong chương thu thôn sớm có thể nhận được nhiều năng lượng. Đây là các quà code 3W2022. Thì như vậy là tổng cộng là có 8 cái code. Khi nào có thêm cái code mới thì mình sẽ cập nhật thêm cho bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Giờ thì mình sẽ mở code ở trên cái màn hình. Tổng cộng có 8 code nha các bạn. Khi nào có thêm code mới mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn. Giờ cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu bạn thấy hay và ích và share cho bạn bè biết nữa nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về những code game cũng như là những cái tựa game mới sắp ra mắt trong thời gian tới. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tiếp theo. Bye bye. Damn, I was built to last.